Dân. 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 Cư sĩ à, có phải đã tìm được Nguyệt Mẫu tốt hay không? Cư sĩ à, có phải là chỗ này không? Ta phi ngựa về báo tin. Không phải chỗ này. Con muốn ăn chuối không? Không ăn hả? Hả? Dân. 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 Cư sĩ à, lần này kiếm ra rồi chứ? Hai người đừng có đi theo ta. Ngươi có thể đi theo. À, tự mình cư sĩ, tôi có chuyện này muốn hỏi cô nè. Bộ trên thế gian này có phong thủy thiệt hả? Ta sống bằng nghề bói toán coi phong thủy. Nếu trả lời là không, không lẽ giả miệng mình? Vậy cũng phải ha. Nhưng tôi thắc mắc là tại sao tổ tiên mình có Nguyệt Mộ tốt thì có thể khiến cho con cháu đời sau của gia tộc được hưng thịnh. Người xưa tin là hài cốt của tổ tiên có ảnh hưởng tới con cháu. Nếu như được chôn trong mộ mã tốt thì sẽ ban phước cho con cháu. À, liên về với họ trước đi. Bây giờ tôi đi nha. Rồi trở về theo cô học hỏi. Tôi cũng muốn được giàu sang phú quý nữa. Cô cứ ở đây xem tiếp đi, tôi sẽ trở lại ngay. Không ngờ tứ đại bá huyệt của Trung Nguyên đã được mình tìm ra. Lạc Phong. Hả? Tự mình cư sĩ, sao khuya quá vậy? Khuya rồi ngươi vẫn chưa nghỉ sao? Cô xem tôi còn phải đốn nhiều củi lắm. Ít nhất cũng phải tới canh ba đó. Trước kia cứ nghĩ sống tại Hiền Đức Sơn Trang sẽ được ăn no ngủ ngon không cần phải lo. Ai ngờ vất vả thấy bà. Có chịu cực khổ thì mới nên người được mà. Ngươi có biết không, hễ là anh hùng hào kiệt thì trong thời trẻ của họ nhất định đều phải gặp nhiều gian nan. Thì bởi vậy tôi không sợ vất vả đâu. Thanh niên trai tráng đâu có sợ khổ. Tự mình cư sĩ à. Hay là cô tướng cho tôi đi ha. Được. Qua bên này. Bên này sáng hơn nè. Nè, tặng cho tôi hai câu đi. Nếu như coi theo tướng học thì khuôn mặt của người là thuộc lửa. Lửa hả? Hễ có những ai có mặt thuộc lửa thường rất là nóng nảy và cao ngạo, cứ có cảm giác mình có tài mà không ai biết thưởng thức. Cô đã nói trúng hết tâm sự của tôi rồi. Mà như vậy thủy khắc lửa cho nên suốt đời ngươi không được gần gũi những người hay vật thuộc hệ nước, như vậy sẽ rất có hại cho ngươi. Ngạo Nhất Hải. Ngạo Nhất Hải đó, nghe cái tên là biết nhiều nước lắm rồi. Muốn dìm tôi chết đuối hả? Hèn gì tôi tới Sơn Trang bấy lâu thì bị xui bấy nhiêu. Cũng may là cô cho tôi biết đó. Nếu không tôi chết rồi cũng không biết lý do tại sao. Tôi chỉ nói theo sách tướng thôi. Vậy có cách quá giải hay không vậy? Cái này... Tự mình cư sĩ à, dù sao chúng ta cũng có duyên mà. Cô đừng thấy chết không cứu chứ. Nè, thế là ngươi thôi. Tặng đồng tiền này cho ngươi. Vậy tôi sẽ giữ lấy. Ủa mà có lợi gì chứ? Ngươi cứ giữ cho kỹ, chắc chắn sẽ mang đến nhiều may mắn cho ngươi. Lạc Phong, Lạc Phong. Có chuyện gì đó huynh mập? Đại công tử có chuyện gấp cần muốn kiếm người, biểu người đi ngay. Đi mau. Đi mau. Cười cười gì? Tới ngay, mau. Tới ngay. Sư thúc. Chào sư thúc đi. Bái kiến sư thúc. Đây là Lạc Phong mà con thường nói tới. Xương cốt khá lắm. Đúng là nhân tài võ học. Phong à,
Hả? Sau này phải ráng theo sư phụ học võ đó. À, dạ. Ý mà không được đâu, tôi phải hầu hạ đại công tử. Để lên Hiền Đức Sơn Trang là để học võ công mà. Giờ đây có cơ hội tốt như vậy, phải biết nắm bắt chứ. Nếu không phải Dục Quang đã khen ngợi ngươi trước mặt của ta vài lần, ta đã không đích thân dạy ngươi. Đa tạ đại công tử. Mau bái sư đi. À, dạ. Bái kiến sư phụ. Nè, ta chỉ dạy võ công cho ngươi thôi, không hứa nhận ngươi làm đệ tử. Muốn làm đệ tử của ta, xem ngươi có chịu cực khổ được hay không. Trước khi tập quyền phải luyện công. Nếu ngươi có thể lực không tốt thì cho dù có võ công cao cường cũng chỉ là múa tay chân. Cho nên 3 tháng đầu ta sẽ huấn luyện thể chất của ngươi. Tiếp tục nhảy, cho tới khi ta gọi ngưng mới thôi. Nhảy đi. Nhảy. Đau quá. Hèn gì ngươi siêng năng như vậy. Thì ra có quán thiên tiền bối đích thân chỉ dạy cho. Có bộ đồng tiền của ta đã mang may mắn cho ngươi rồi đó. May mắn cái gì? Xui xẻo thì có. Cái gì? Được danh sư chỉ dạy còn nói là xui xẻo sao? Cô có biết hay không, mỗi ngày tôi phải nhảy kiểu này 3 canh giờ lần đó, còn tệ hơn hồi xưa nữa. Ngươi có biết là có nhiều đệ tử ao ước được như ngươi mà không được đó. Nếu như vậy tôi thà trở về dạng quyển sách còn hơn. Lạc Phong, làm người phải có chí lớn chứ. Nếu như ngươi muốn làm Hiền Đức đại hiệp thì trước tiên phải luyện tập võ công.